Rồi em khởi động để test bộ sản phẩm này. Vâng, em cảm ơn các anh em rất nhiều nhá. Anh Tảo có địa chỉ tại thành phố Hải Phòng. Vâng ạ. Thưa toàn thể các bác của anh em, các bác của anh em đã mua hàng của em nhiều rồi đúng không ạ? Em sẽ dừng lại nhạc một chút. Với set combo này thì các bác của anh em đeo tai phone để cảm nhận nhé. Cái bản guitar này thì các anh bảo là test một chút để vừa nói chuyện vừa thanh toán tiền. Thưa các anh cùng em, set combo này có tổng trị giá xấp xỉ 28 triệu đồng. Em xin được giới thiệu các thiết bị luôn và báo giá luôn tới các bác cùng anh em, mọi người. Để các bác của anh em có thể tham khảo và có thể chuẩn bị được cái tài chính kinh tế tốt nhất của mình các bác nhé. Lấy một cái quản lý nguồn nữa đúng không ạ? Ok. Ok. Nhất trí rồi. Vâng ạ. Các anh trai chia sẻ là đã tham khảo kênh của em từ năm 2018 và cũng đã ủng hộ nhiều sản phẩm rồi. Hôm nay giới thiệu anh em bạn bè của mình, đó chính là anh Tảo về cửa hàng để sắm bộ set combo này các bác nhé. Loa EV ELX Mỹ đúng không ạ? Đẩy B và V loop 2650, lưng tiếng Prel vang GD, quản lý nguồn PSPC9 Pro, micro không dây PSVK6. Trước tiên mời các bác của anh em thẩm chất âm đã nhé. Sau đó em sẽ giới thiệu chi tiết hơn về cái tính năng đặc biệt của từng sản phẩm cũng như là báo giá chi tiết cho các bác từng sản phẩm. Bộ này có tổng trị giá là 28 triệu đồng các bác nhé. Xin mời anh em. Các bác của anh em nghe tiếng tép của nó lét, nó chi tiết. Tiếng bass của EV rất sâu. Anh em đánh giá chất âm nhé. Chỉ với 28 triệu đồng sử dụng bộ ngoài chuẩn, loa bãi xịn. Chỉ có hai loa các bác nhá. Em tắt đi này, cực kỳ hiệu quả luôn. Đẩy tắt trước này, lưng này, vang này, micro này. Đấy, hoặc bây giờ các bác đi đâu vắng nhà nhá, đi tham quan du lịch hay về quê, ngắt át. Ok chưa? Quá đảm bảo luôn cho các thiết bị. Thưa các bác của anh em, đôi loa EV Electro Void mã là ELX 112. Hiện tại em đang chào bán giá tốt nhất, giá khuyến mại rồi các bác nhá, là 12 triệu 500. Em giảm 1 triệu một đôi loa rồi đấy ạ. Ok chưa? Đấy, dây nguồn em thay dây nguồn khác rồi ạ. Vâng, đúng rồi, đúng ở trong bộ này ạ. Đẩy B và V đúp các bác nhá. D2650 giá 5 triệu 500. Lưng tiếng Prel giá 2 triệu 200. Vang GD giá 4 triệu 200. Quản lý nguồn PSPC9 Pro giá 1 triệu 800. Micro PSVK6 giá 2 triệu 600 ngàn đồng. Đó chính là tất cả những sản phẩm có trong bộ set combo này. Bộ sản phẩm này là về huyện An Lão của thành phố Hải Phòng các bác nhá. Các bác cùng anh em ở An Lão ủng hộ em rất nhiều và em đã có rất nhiều cơ hội về An Lão để lắp đặt rồi ạ. Đường về thị trấn An Lão và huyện An Lão thì chúng em thường là sẽ đi qua cầu Quang Thanh của huyện Thanh Hà và đi ra đường 10 là về An Lão là gần nhất các bác nhá. Ok, cảm ơn toàn thể các bác của anh em. Các bác của anh em có nhu cầu mua sắm các thiết bị đồ điện tử âm thanh hoặc các set combo, cứ gọi điện cho em qua các số máy để em tư vấn phối ghép cho toàn thể các bác. Em cảm ơn các bác nhá. Bác Tảo đây đúng không ạ? Cảm ơn bác. Bác Tài chủ nhân đây đúng không ạ? Vâng. Đây chủ chi. Cảm ơn các anh nhá. Vâng.
Bác xuống tiền. Ok, cảm ơn các bác của anh em nhá. Hẹn gặp lại các bác của anh em ở một clip tiếp theo ạ.